Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi thảo luận số 4 trong sách giáo khoa sinh học 6, trang 129. Đề bài như sau: quan sát thêm một vài cây dương xỉ khác qua mẫu vật thật hoặc là qua hình vẽ, ví dụ 39.3. Sau khi quan sát một số cây dương xỉ, hãy cho biết có thể nhận ra một cây thuộc dương xỉ nhờ đặc điểm nào của lá. Vậy để trả lời được câu hỏi này, các em hãy quan sát các cây dương xỉ ở bằng mẫu vật thật và thông qua hình 39.3 A và B có trong sách giáo khoa trang 129 để đưa ra nhận xét về đặc điểm đặc trưng của lá ở các cây thuộc dương xỉ. Sau đây cô và các em sẽ cùng đi luôn vào lời giải chi tiết. Chúng ta có thể nhận ra một cây là thuộc cây dương xỉ dựa vào các đặc điểm. Thứ nhất, đó là có lá non cuộn lại ở đầu, lá càng già thì càng duỗi thẳng nhiều hơn. Thứ hai, đó là mặt dưới của lá già có các chấm nhỏ màu đen, đó chính là các túi bào tử. Như vậy, cô và các em đã trả lời xong câu hỏi thảo luận số 4 trong sách giáo khoa sinh học 6, trang 129.